Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm video này với chủ đề về liên từ. Trong tiếng Đức được gọi là conjunctionen hay là connectoren. Những conjunctionen hay connectoren là những từ người ta dùng để nối các mệnh đề câu với nhau. Ví dụ như chúng ta có hai câu đơn và bây giờ chúng ta muốn nối hai câu đó lại với nhau thì chúng ta sẽ phải dùng đến liên từ hay là connector hoặc là conjunction. Khi học tiếng Đức thì các bạn cần nắm được trong tiếng Đức chúng ta có liên từ câu chính hay liên từ mệnh đề chính và liên từ câu phụ hay liên từ mệnh đề phụ. Câu chính hay mệnh đề chính, câu phụ hay mệnh đề phụ đều cùng là một khái niệm thôi. Trong tiếng Đức thì người ta gọi câu chính là Hauptsatz và câu phụ là Nebensatz. Vậy chính và phụ nghĩa là như thế nào? Các bạn nhớ câu chính, khi nói đến câu chính nghĩa là vị trí của động từ sẽ ở vị trí thứ hai sau chủ ngữ hoặc là sau một thành phần câu như là thời gian, nguyên nhân, cách thức hay là nơi chốn. Khi mà các bạn học đến A2 thì các bạn cũng biết là trong tiếng Đức có hiện tượng đảo ngữ đúng không? Không phải lúc nào chủ ngữ cũng đứng ở đầu câu. Còn đối với câu phụ thì sao? Nebensatz. Khi nói đến Nebensatz nghĩa là các bạn phải ghi nhớ rằng vị trí của cái động từ mà bình thường nó ở vị trí thứ hai đó nó sẽ phải chuyển xuống cuối câu và đứng áp sát dấu chấm câu. Như vậy trong nhóm liên từ của tiếng Đức sẽ được chia làm hai nhóm chính là liên từ câu chính và liên từ câu phụ. Ví dụ Maria kann nicht schwimmen, aber sie kann sehr gut kochen. Như vậy đây là hai câu và chúng ta đã sử dụng từ aber để nối hai câu này lại với nhau, tạo một cái sự liên kết về mặt nghĩa giữa hai câu. Thì các bạn sẽ thấy trong ví dụ này, aber sie kann sehr gut kochen. Thì sau aber là chúng ta đến chủ ngữ sie, rồi tiếp theo là đến động từ kann, một đàn verb. Như vậy thì aber sẽ là một liên từ câu chính. Mình sẽ lấy một cái ví dụ thứ hai. Maria kann sehr gut kochen, weil sie einen Kurs gemacht hat. Các bạn thấy là trong câu ví dụ này sau từ weil có nghĩa là bởi vì thì động từ hat trong cụm gemacht haben theo perfect đã được đảo xuống cuối cùng. Nếu như câu này ở là một câu chính thì các bạn sẽ nói là Maria hat einen Kurs gemacht, đúng không nào? Thì các bạn sẽ thấy sau Maria là động từ hat, tức là ở vị trí thứ hai. Thế nhưng mà vì mình sử dụng liên từ while là một Nebensatz cho nên cái động từ hat này chúng ta phải đảo xuống cuối câu. Trong tiếng Đức có 5 liên từ câu chính mà các bạn cần ghi nhớ và có một cái mẹo để nhớ rất là dễ, đó chính là chúng ta sẽ đọc những chữ cái đầu tiên của nó được gọi là a du dô. A nghĩa là aber nhưng, d nghĩa là then bởi vì, u und và s sondern mà là, và cuối cùng o oder là hoặc. A du so. Sau 5 liên từ này thì các bạn sẽ ghi nhớ là trật tự của câu là câu chính, nghĩa là sau 5 liên từ này vị trí của câu sẽ là chủ ngữ rồi đến động từ và đến các thành phần câu tiếp theo như là thời gian hay là nguyên nhân, cách thức, nơi chốn, rồi accusative object. Thì các bạn nhớ là nếu như các bạn đảo những cái thành phần thời gian, nguyên nhân, cách thức, nơi chốn lên trước thì cái chủ ngữ nó sẽ phải xuống vị trí thứ ba nhá. Tiếp sau đây thì mình sẽ lấy cái ví dụ với 5 cái liên từ này để cho các bạn có thể nắm được rõ hơn. Ví dụ đầu tiên với từ aber. She comes out Vietnam, aber she lived seit 30 years in Deutschland. Cô ấy đến từ Việt Nam nhưng cô ấy đã sống từ 30 năm nay ở Đức. Thì các bạn thấy sau từ aber mình sẽ đến chủ ngữ là she và tiếp theo là động từ lived. Ví dụ thứ hai với từ denn. Bởi vì Peter kann heute nicht zum Deutschkurs gehen. Denn er ist krank. Thì các bạn thấy là sau den thì sẽ đến chủ ngữ er rồi đến động từ ist, động từ sein. Ví dụ thứ ba với từ und.
Mein Vater ist 40 Jahre alt und meine Mutter ist 35 Jahre alt. Bố của tôi 40 tuổi và mẹ của tôi là 35 tuổi. Sau und sẽ đến chủ ngữ meine Mutter rồi đến động từ ist. Ví dụ thứ tư với từ sondern mà là Sara geht heute nicht zum Tanzkurs, sondern sie bleibt zu Hause. Hôm nay Sara không đi đến lớp học nhảy mà cô ấy ở nhà. Sau sondern sẽ đến chủ ngữ sie và động từ bleibt. Ví dụ thứ năm là với từ oder. Du kannst zu Hause bleiben oder du kommst mit uns. Bạn có thể ở nhà hoặc là bạn đi cùng chúng tôi. Sau từ oder sẽ đến du là chủ ngữ và động từ kommst. Như vậy trong tiếng Đức có 5 liên từ này được xếp vào nhóm liên từ câu chính, nghĩa là sau nó thì vị trí của động từ không có thay đổi là đứng xuống cuối câu. Các bạn nhớ nhé, a, du, so, aber, denn, und, sondern, oder. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào phần thứ hai, đó chính là những liên từ câu phụ Nebensatz. Phần lớn các cái liên từ trong tiếng Đức ấy thì lại là liên từ câu phụ, ngoài năm cái liên từ câu chính mà mình giới thiệu các bạn ở phần trên ra. Thì trong khuôn khổ cái video này mình không thể nào đề cập hết tất cả những cái liên từ câu phụ được, nó rất là nhiều. Mà mình sẽ xin phép được đề cập đến những cái liên từ mà các bạn sẽ thường gặp ở trình độ A2. Các bạn chú ý là khi mà mình mới học những liên từ câu phụ này thì nó xảy ra một cái tình trạng là khi mà chúng ta nói hoặc viết, thì đặc biệt là khi nói thì chúng ta rất hay quên mất và chúng ta luôn luôn để động từ ở vị trí bình thường, nghĩa là ngay sau chủ ngữ, hoặc là nhiều khi các bạn quên béng mất động từ luôn. Thế chuyện này nó xảy ra với tất cả mọi người, những người mà mới học tiếng Đức hay cả bản thân mình ngày xưa cũng như vậy. Thì chỉ có một cách là các bạn luyện tập rất là nhiều, nói nhiều, viết nhiều thì dần dần các bạn sẽ quen. Và bây giờ mình xin phép được liệt kê những cái liên từ nào mà chúng ta sẽ sử dụng ở trình độ A2. Đầu tiên chính là liên từ das. Das có nghĩa là rằng hoặc là, và nó được sử dụng rất rất là nhiều trong tiếng Đức. Khi mà các bạn viết câu, nói, các bạn sử dụng nó vô cùng nhiều. Và đây là một cái liên từ câu phụ, nghĩa là khi các bạn sử dụng das thì các bạn phải ghi nhớ rằng động từ phải xuống cuối câu các bạn nhé. Từ thứ hai là từ weil, bởi vì. Từ thứ ba, ob, có nghĩa là liệu. Cái từ này thì chúng ta sẽ thường sử dụng trong câu hỏi gián tiếp, khi mà các bạn bắt đầu một câu hỏi gián tiếp mà câu hỏi này không có từ để hỏi. Mình sẽ lấy ví dụ rõ hơn ở phần sau. Obwohl, mặc dù, wenn, khi hoặc là nếu. Als, khi mà các bạn dùng trong quá khứ đối với sự việc chỉ xảy ra một lần thì các bạn sẽ dùng liên từ này chứ không dùng liên từ wenn. Bis, cho tới khi. Seit hoặc là seitdem là kể từ khi. Đây là những liên từ câu phụ có trong trình độ A2. Chúng ta sẽ tiếp tục xem những cái ví dụ nhé. Thì mình sẽ sử dụng những cái liên từ này trong cái ngữ cảnh như thế nào. Thứ nhất là liên từ das. Das thì các bạn biết nghĩa của nó, nghĩa là rằng hoặc là. Thì ví dụ như khi các bạn nói tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng, tôi nói rằng, tôi trả lời rằng. Thật tuyệt vời là, thật thú vị là, thật buồn tẻ là. Thì sau tất cả những cái cấu trúc này các bạn đều bắt đầu câu phụ với das. Ví dụ, ich glaube, dass wir ein Problem haben. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một vấn đề. Es ist schön, dass ihr gekommen seid. Thật tuyệt là các bạn đã đến. Der Chef hat gesagt, dass wir morgen eine wichtige Besprechung haben. Sếp của chúng ta đã nói là ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc họp rất là quan trọng. Thì các bạn thấy trong những cái ví dụ trên, sau cái vế câu là ich glaube, hay là es ist schön, hay là der Chef hat gesagt, thì tiếp theo bao giờ cũng là dấu phẩy và rồi đến das. Các bạn đừng quên dấu phẩy nhé, tại vì trong chính tả thì cái dấu phẩy này là bắt buộc. Nếu như bạn quên thì tức là các bạn phạm lỗi chính tả.
Và khi mà các bạn nói thì các bạn cũng chú ý, ví dụ rất nhiều người bị mắc lỗi là cứ nói là each cloud does, sau đó các bạn ngưng lại rồi các bạn mới nói đến vế tiếp theo. Thì khi mà các bạn nói như vậy thì các bạn ngắt câu cũng không đúng, bởi vì dấu phẩy là nằm trước does, thì các bạn sẽ phải nói là each cloud, rồi các bạn ngưng một chút rồi các bạn mới tiếp tục nói does wir ein Problem haben. Ich glaube, dass wir ein Problem haben. Es ist schön, dass ihr gekommen seid. Der Chef hat gesagt, dass wir morgen eine wichtige Besprechung haben. Weil, bởi vì, các bạn chú ý là mình cũng không nói là weil. Rất nhiều bạn hay phát âm là weil, và các bạn quên mất chữ L cuối. Các bạn cong nhẹ cái lưỡi lên để tạo thành cái âm L thì nó mới đúng nha các bạn. Weil ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland gehen möchte. Tôi học tiếng Đức vì tôi muốn đến sinh sống ở nước Đức. Weil ich nach Deutschland gehen möchte. Động từ möchte là động từ đáng nhẽ đứng ở vị trí thứ hai. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển xuống cuối câu. Obwohl, mặc dù. Một chú ý là trong tiếng Việt chúng ta nói là mặc dù, sau đó vế tiếp theo chúng ta sẽ có chữ nhưng. Nên khi mà chúng ta nói tiếng Đức chúng ta cũng hay dùng chữ aber. Nhưng mà khi đó thì nó sẽ bị sai. Nên các bạn chú ý là trong cái vế chính của câu này thì mình sẽ không dùng aber nhé. Mình sẽ lấy một cái ví dụ. Obwohl sie sich seit langem getrennt haben, liebt er sie immer noch so sehr. Obwohl sie sich seit langem getrennt haben, liebt er sie immer noch so sehr. Mặc dù họ chia tay đã lâu rồi, nhưng mà anh ấy vẫn còn yêu cô ấy rất là nhiều. Thì các bạn thấy trong tiếng Việt mình sẽ nói là nhưng mà anh ấy còn yêu cô ấy rất là nhiều. Trong tiếng Đức thì các bạn không được nói là aber er liebt sie immer noch so sehr. Các bạn nhớ nhé. Wenn có nghĩa là khi, nếu như nói về thời gian, hoặc là nếu như chúng ta nói về một câu điều kiện. Wenn Peter seine Eltern am Wochenende besucht, kocht er immer etwas Gutes zum Abendessen. Khi mà Peter tới thăm bố mẹ của anh ấy vào cuối tuần, bao giờ anh ấy cũng sẽ nấu một cái gì đó thật ngon vào bữa tối. Với mẫu câu wenn hoặc là obwohl thì các bạn có thể đảo câu chính và câu phụ, có nghĩa là về câu sau các bạn có thể đưa ra phía trước và obwohl hoặc là weil sẽ đứng ở phía sau. Ngay cả với câu wenn cũng vậy, các bạn hoàn toàn có thể nói là Peter kocht immer etwas Gutes zum Abendessen, wenn er seine Eltern am Wochenende besucht. Đối với liên từ als là một liên từ khá đặc biệt, khi mà các bạn học tiếng Anh thì nó không có một cái gì giống như thế cả. Trong tiếng Anh, kể cả là khi nói về một hành động đã xảy ra ở quá khứ, các bạn vẫn dùng từ when. Nhưng ở trong tiếng Đức, khi các bạn đã kể lại một hành động hay một sự việc xảy ra một lần trong quá khứ thì các bạn sẽ dùng liên từ als. Nếu như hành động xảy ra nhiều lần thì chúng ta vẫn dùng từ wenn. Ví dụ với cái mẫu câu ở trên là chúng ta nói về quá khứ. Wenn Peter seine Eltern am Wochenende besucht hat, hat er immer etwas Gutes zum Abendessen gekocht. Tức là hiện nay thì cái sự việc là Peter đến thăm bố mẹ vào cuối tuần và anh ấy nấu một cái gì đó ngon ngon vào buổi tối nó không còn nữa. Sự việc này đã chấm dứt. Nhưng cái vì cái hành động này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ cho nên chúng ta vẫn dùng liên từ wenn. Wenn Peter seine Eltern am Wochenende besucht hat, hat er immer etwas Gutes zum Abendessen gekocht. Nhưng nếu như sự việc chỉ xảy ra một lần thì các bạn sẽ phải dùng als. Ví dụ như các bạn chỉ 5 tuổi một lần trong đời mình thôi. Các bạn chỉ có một tình yêu đầu tiên một lần duy nhất trong đời mình thôi. Thì khi các bạn kể lại những cái sự việc đó, các bạn sẽ sử dụng als. Ví dụ, als ich 5 Jahre alt war, ist meine Familie nach Deutschland gegangen. Als ich 5 Jahre alt war, ist meine Familie nach Deutschland gegangen. Khi mà tôi 5 tuổi thì gia đình tôi đã chuyển đến sinh sống ở nước Đức. Thì như vậy là các bạn chỉ có 5 tuổi một lần duy nhất trong đời mình thôi đúng không nào? Thì các bạn sẽ được đặt cái vế câu đó với als, chứ không có nói là wenn. Các bạn cũng có thể đảo lại. Ví dụ, meine Familie ist nach Deutschland gegangen, als ich 5 Jahre alt war. Tiếp theo là liên từ ob. Thì như mình đã nói ở phía trước, ob được sử dụng khi dẫn một câu hỏi gián tiếp, không có từ để hỏi.
Ví dụ, câu hỏi trực tiếp. Bist du verheiratet? Bạn đã có gia đình chưa? Đó là một câu hỏi trực tiếp. Nhưng khi mà bạn muốn thể hiện tính gián tiếp, có nghĩa là bạn muốn lịch sự hơn khi đặt câu hỏi, thì bạn sẽ sử dụng cái trường hợp ngữ pháp là câu hỏi gián tiếp. Ví dụ sau những cái mẫu câu Ich möchte dich gern fragen. Tôi rất là muốn hỏi bạn liệu bạn đã có gia đình chưa? Ich möchte dich gern fragen, ob du verheiratet bist. Thì khi mà các bạn dẫn cái câu Bist du verheiratet sau câu Ich möchte dich gern fragen thì bắt buộc các bạn sẽ phải sử dụng cái hình thức là câu hỏi gián tiếp. Và Bist du verheiratet là một Ja-Nein-Frage, tức là một câu hỏi không có từ để hỏi, thì các bạn sẽ phải dùng liên từ ob để nối giữa câu chính Ich möchte dich gern fragen và câu phụ là câu Bist du verheiratet. Còn đối với những cái câu hỏi có từ để hỏi mà bây giờ các bạn muốn sử dụng gián tiếp thì các bạn sẽ sử dụng chính cái từ để hỏi đó. Nó được coi như là một cái liên từ để kết nối giữa câu chính và cái câu hỏi gián tiếp là câu phụ. Thì các bạn ghi nhớ là lúc đấy động từ tất cả phải xuống cuối câu hết. Ví dụ, Ich möchte Sie gern fragen, wann der Zug ankommt. Nếu như mà câu bình thường của chúng ta sẽ là Wann kommt der Zug an? Nhưng mà bây giờ khi mà các bạn sử dụng câu hỏi gián tiếp thì cái động từ ankommen thì nó sẽ không tách ra nữa và nó sẽ đứng ở cuối câu. Vì vậy thì chúng ta sẽ có cái câu hỏi là Ich möchte Sie fragen, wann der Zug ankommt. Tiếp theo là liên từ bis, nghĩa là cho tới khi. Thì khi mà các bạn nghe nghĩa thì các bạn đã biết rồi là nó liên quan về thời gian. Bis được sử dụng khi mà một hành động nào đó kéo dài cho đến khi một hành động khác xen ngang vào. Ví dụ, Ich habe immer als Kellnerin in einem Restaurant gearbeitet, bis ich mein Studium abgeschlossen habe. Ich habe immer als Kellnerin in einem Restaurant gearbeitet, bis ich mein Studium abgeschlossen habe. Tôi đã luôn luôn làm công việc là một nữ bồi bàn trong một nhà hàng cho tới khi tôi tốt nghiệp đại học. Có nghĩa là cái công việc kellnering đó, bồi bàn đó nó kéo dài cho đến khi cái sự việc hoặc là cái thời điểm mà tôi tốt nghiệp đại học nó diễn ra. Và liên từ cuối cùng mà mình muốn đề cập trong video này là seit hoặc là seitdem. Thế hai cái này là một thôi các bạn, không có gì khác nhau cả. Nó có nghĩa là kể từ. Thì các bạn đã biết là có một cái giới từ là seit. Ví dụ như seit 30 Jahren, từ 30 năm nay. Hay là seit November, từ tháng 11. Nhưng đó là giới từ. Giới từ thì nó sẽ đi với một cái cụm danh từ hoặc là với một danh từ. Nhưng ở trong trường hợp này chúng ta có seit hoặc là seitdem là một liên từ. Thì các bạn phải hiểu là nó sẽ phải đi với một câu. Một câu nghĩa là nó phải có đầy đủ chủ ngữ và động từ. Ví dụ, seit ich in Deutschland lebe, spreche ich immer besser Deutsch. Seit ich in Deutschland lebe, spreche ich immer besser Deutsch. Kể từ ngày tôi sống ở Đức thì tiếng Đức của tôi ngày càng tốt lên, hoặc là tôi nói tiếng Đức ngày càng tốt lên. Các bạn cũng có thể đảo seit ra phía sau, ví dụ như là Ich spreche immer besser Deutsch, seit ich in Deutschland lebe. Như vậy là trong video này thì mình đã tổng kết hết những cái liên từ mà các bạn sẽ học ở trình độ A2. Mình làm theo sách mention cho nên là nó có thể có những cái sai lệch nhất định với các bạn mà học những cái giáo trình khác. Tuy nhiên thì cái kiến thức vẫn là kiến thức cơ bản, dù các bạn học sách nào thì mà cũng sẽ rất cần những cái kiến thức này. Mình hy vọng là các bạn đã có thể nắm rõ hơn một chút về những liên từ conjunctionen hay là konnektoren. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan đến kiến thức tiếng Đức thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Các bạn có thể liên hệ qua fanpage của mình là Yêu Tiếng Đức và inbox thì mình sẽ trả lời các bạn khi mình có thời gian. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Hẹn gặp lại. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.